Thời điểm phát hiện có trên 1.000 con gà được thu mua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vận chuyển tới địa bàn Quảng Trị để tiêu thụ nhưng không thực hiện kiểm dịch thú y. Vào thời gian những tháng cuối năm, dịch bệnh trên gia súc gia cầm đang diễn biến hết sức phức tạp, chưa được kiểm soát. Việc không kiểm dịch thú y sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường đang phối hợp với cơ quan thú y địa phương củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.